đầu KP 32HP này và đang test với motor 2.2 của điện cơ Trần Hưng Đạo đây. Mức áp đang test cho anh em đây đang ở mức là 55 cân. Con này là nguyên đầu là 1.850.000 này, đi inox này. Đây, đây là tiên nước ở mức áp 55 cân đây anh em. Ôi, nước non cứ gọi là như thác lũ đây anh em, lênh xà láng luôn. Chia xòe này, chia thẳng này. Con này bình thường anh em để mà chạy an toàn nhất đấy, cứ để vạch xanh vào đây, giảm áp đấy nhá. Đưa về áp 40. 40 là vừa tải nhất. Đây là đang là đi bếp 2 ly này. Bếp 2 ly áp 40 đã là thừa lực rồi. Đây, áp 40 này. Dòng của nó sẽ là 11 này, 10.9 này. Như này là vừa tải anh em nhá. 10.09, áp 40. Đảm bảo là vừa bền động cơ mà vừa bền đầu bơm luôn. Capper KP 30. Còn nếu mà bộ này mà lên full lên luôn cả motor luôn nhá thì sẽ là 4.9 triệu, bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Ở nguyên đầu là 1.850.000, full bộ là 4.9 triệu, bao gồm của nó sẽ là 15 mét dây, cần full bếp full.